đồng quê đến, em từ miền cát lên. Đôi ta chừ mà gặp nhau đây, tuy ban đầu mà tình e sâu. Gặp nhau sau mùa chinh chiến, gặp nhau phút đầu lưu. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tề. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Nguyên dậy từ rất là sớm, từ 5 giờ sáng để cùng với lại photographer để thực hiện những shot hình để làm bìa cho hai album sắp phát hành của Nguyên trong tháng 8 và tháng 9 này. Album sẽ phát hành trong tháng 8 này, đó chính là album với chủ đề là Phút Đầu Tiên. Trong album này cũng rất là nhiều bài hát mang âm hưởng dân ca, và đặc biệt là những bài hát bolero dòng nhạc trước năm 1975 của tất cả các nhạc sĩ như là Châu Kỳ, Hồ Đình Phương, Trúc Phương, vân vân. Và nếu như không có gì thay đổi thì trong tháng 9 này Nguyên cũng sẽ cho ra một cái album tiếp theo, đó là album được mang tên là Con Đường Xưa Em Đi. Bài hát này hiện tại đang rất là hit trên tất cả các trang mạng. Dòng nhạc bolero bây giờ đang sống lại nên được rất là nhiều người ủng hộ, từ những tầng lớp lớn tuổi và những bạn trẻ bây giờ cũng rất là yêu thích. Nên mong rằng tất cả quý vị hãy ủng hộ cho Nguyên nha, bằng cách là tất cả những nhạc của Nguyên sẽ đăng được trên tất cả các trang như là Ken.vn, Zim, MD3, Nhạc Của Tôi, Nhạc.vn, Cha Cha, Pop, YouTube, cái kênh riêng của Nguyên cũng vậy. Tất cả quý vị có thể lên nhớ subscribe cái kênh của Nguyên để đăng ký theo dõi những bài hát của Nguyên trên kênh của Nguyên là Đăng Nguyên Official. Quý vị có thể theo dõi những bài hát của Nguyên trên đó. Và dự án sắp tới của Nguyên là sẽ cùng nhóm bạn của Nguyên là những ca sĩ trữ tình bolero cũng đang được rất là nhiều người đón nhận hiện nay như là Hồng Phượng, Lâm Minh Thảo, Phước Lộc, Hoàng Lê, Vân Vi, vân vân, sẽ cho ra một đêm nhạc thật là đặc biệt. Đêm nhạc này phải gọi là sao ta? Hình như là ở Sài Gòn này chưa có ai làm hết. Đây là Nguyên sẽ là người tiên phong đi đầu. Nói vậy không biết đúng hay không, nhưng mà cũng có thể là có người làm rồi nhưng mà nó chưa có phát hiện rộng, nó chưa có phát triển rộng rãi thôi. Nhưng mà Nguyên hứa là sẽ đem lại cho tất cả quý vị một đêm nhạc thật là hoành tráng, một món ăn tinh thần. Quý vị ơi, cái đêm nhạc này phải nói là nó rất là cực khổ, vì anh em ban nhạc, anh em nghệ sĩ chúng tôi phải tập rất là nhiều ngày để cho ra những cái sản phẩm như vậy để cống hiến cho tất cả quý vị. Nên mong rằng quý vị hãy ủng hộ khi mà chúng em tìm được những cái địa điểm thích hợp là chúng em sẽ thông báo trên Facebook, và mong rằng quý vị sẽ mua vé ủng hộ để đến xem chương trình, sẽ không làm phụ lòng quý vị đâu. Cũng giống như là đêm nhạc của Đăng Nguyên vừa rồi đã làm cho tất cả quý vị hài lòng như vậy đó, thì cũng mong là quý vị sẽ ở lại hết chương trình. Lần nữa, một lần cuối là xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin kính chào tất cả quý vị. Từ đồng quê đến, em từ miền cát lên. Đôi ta chừ mà gặp nhau đây, tuy ban đầu mà tình e sâu. Gặp nhau sau mùa chinh chiến, gặp nhau phút đầu lưu. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tề.